Ghẹ là một loại hải sản rất được ưa chuộng và phổ biến, đồng thời chứa rất nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe của chúng ta. Không chỉ vậy thì ghẹ cũng là món ăn khoái khẩu của nhiều người bởi thịt chắc, ngọt và thơm. Với mức giá dao động từ 150.000 đến 400.000 trên 1 kg ghẹ tùy loại, không quá khó để bạn có thể đổi gió cho gia đình mình mỗi dịp cuối tuần với món ghẹ phải không nào? Video này thì Phú Quốc TV sẽ hướng dẫn cách ăn ghẹ cho các bạn từ A đến Z nha. Từ khâu chọn ghẹ ngon đến khâu bóc ghẹ vừa dễ dàng, vừa tránh lãng phí phần thịt ghẹ ngon ngọt bổ dưỡng. Sau cùng thì là hướng dẫn cách nấu các món ngon từ ghẹ để cho các chị em nắm được công thức cũng như là bí kíp nấu ăn cho cả gia đình mình nha. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để có thể cập nhật được những video mới nhất của Phú Quốc TV nhé. Đầu tiên thì Phú Quốc TV sẽ chỉ cho các bà nội trợ các loại ghẹ phổ biến hiện có trên thị trường để các chị em lựa chọn tốt hơn cho bữa ăn gia đình của mình. Có 3 loại ghẹ phổ biến hiện nay, đó chính là ghẹ đỏ, ghẹ xanh và ghẹ ba chấm, hay còn gọi là ghẹ mặt trăng. Ghẹ đỏ là loại đặc sản nổi tiếng ở các vùng biển Việt Nam, còn được gọi là ghẹ hoa. Đúng như tên gọi của nó thì loại ghẹ này có màu đỏ và trên thân thường có ba chấm tròn với hình chữ thập ở lưng. Ghẹ đỏ thường có trọng lượng lớn hơn ghẹ xanh, khi mà vào mùa thì 1 cân ghẹ đỏ có khoảng 3 đến 4 con trên 1 cân. Còn bình thường thì ghẹ đỏ đạt khoảng 5 đến 6 con trên 1 kg. Thịt ghẹ đỏ không chỉ chắc, ngọt mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như là canxi, kẽm, protein. Giá thành của loại ghẹ này cũng rất phải chăng, chỉ tầm khoảng 300.000 trên 1 kg mà thôi. Ghẹ xanh. Ghẹ xanh thì xuất hiện khá phổ biến ở khắp các vùng biển của Việt Nam. Ghẹ xanh thường có kích thước nhỏ hơn ghẹ đỏ một chút. Ghẹ có màu vỏ xám với những viên xanh ở chân và những đốm trắng toàn thân. Giới sành ăn cho rằng ghẹ xanh là loại ghẹ ăn ngon nhất với thịt chắc, ngọt hơn so với ghẹ đỏ cũng như là chứa nhiều dưỡng chất nhất trong số các loại ghẹ. Vì vậy mà giá thành của ghẹ xanh cũng khá là mắc, có giá khoảng gần 400.000 trên 1 kg. Ghẹ ba chấm hay còn gọi là ghẹ mặt trăng. Đúng với tên gọi thì ghẹ ba chấm có ba chấm tròn trên mai, kích thước ghẹ khá nhỏ, tầm khoảng 6 con trên 1 kg, có thịt không nhiều, thích hợp làm những món như là hấp bia ăn cũng rất là ngon. Nhưng vì thịt ghẹ không nhiều cũng như là thịt không được ngọt bằng nên là giá ghẹ cũng khá rẻ so với các loại ghẹ ở trên, chỉ tầm khoảng 200.000 trên 1 kg. Các chị em đi chợ thì cũng tùy thuộc vào nhu cầu nấu món ghẹ của mình cũng như là khả năng tài chính để mua được loại ghẹ phù hợp nha. Đi ra chợ, nhất là chợ hải sản, thì cứ gọi là hoa mắt với các hàng bán ghẹ đủ loại từ to đến nhỏ, nhưng không phải con ghẹ nào cũng ngon đâu nha. Ngay kể cả khi bạn mua ở làng chài thì khả năng mua ghẹ óp, tức là ghẹ ít thịt cũng rất là cao. Bởi vậy mà hãy xem tiếp để biết cách chọn ghẹ chắc thịt nha. Cách chọn ghẹ chắc. Khác với cua thì ghẹ có gạch, có màu hơi ngả vàng, các chân của ghẹ khi bóp rất chắc chứ không mềm. Còn ghẹ thịt thì khi bạn bấm tay vào sát phần yếm phía dưới ức, gần chân mái chèo, nếu mà lõm thì là ghẹ óp. Nếu bạn ngại sờ vào ghẹ thì chỉ cần nhìn, thì nên chọn ghẹ có yếm màu đỏ, chân ghẹ tươi, sẽ co chứ không duỗi. Theo kinh nghiệm mua ghẹ ngon của những ngư dân thì thời điểm mua ghẹ ngon còn phụ thuộc theo mùa nước. Những ngày cuối tháng thường hoặc là đầu tháng luôn là thời điểm ghẹ béo chắc thịt. Bạn không nên mua vào những ngày giữa tháng, thời điểm này thì ghẹ đang lột vỏ nên là ghẹ thường óp, ít thịt và ăn không có ngon. Không nên chọn con quá lớn, con vừa phải thì sẽ nhiều thịt và ngon hơn. Chọn những con thật chắc, bằng bàn tay người lớn bấm vào yếm thì không lún. Nếu bạn thích ăn ghẹ thịt thì chọn con đực, bấm tay vào sát phần yếm phía dưới ức gần chân mái chèo, nếu không lõm thì đó là ghẹ chắc thịt. Còn nếu thích ăn ghẹ có gạch thì chọn con cái. Những con này có màu hơi ngả vàng, các chân của chúng bóp rất chắc chứ không mềm hoặc là hơi lõm. Ghẹ đực thì yếm, vùng tam giác phía dưới bụng nhỏ, ghẹ cái thì yếm tròn to. Chú ý là bộ phận sinh sản của ghẹ, con cái thì yếm to có hình bán nguyệt, nếu mà đẻ nhiều thì ghẹ sẽ gầy, ăn không có ngon. Đẻ nhiều thì yếm sẽ không khít vào phần thân bụng. Lấy tay cậy nhẹ đã mở được ra rồi, nguyên do là bởi vì quá trình mang trứng nhiều lần nên là yếm không còn khít, ôm chắc vào bụng ghẹ nữa. Con đực yếm nhỏ hơn con cái, khi chọn con đực thì nên chọn những con khít yếm thì sẽ có chất lượng ngon hơn. Ok rồi ha, đã biết các loại ghẹ, đã biết cách chọn ghẹ ngon rồi, giờ thì xem tiếp video này để biết cách làm 7 món ghẹ ngon hấp dẫn nhưng đơn giản ai cũng làm được này. Một, ghẹ hấp bia xả.
Phú Quốc TV thấy thì không chỉ riêng ghẹ đâu, mà hầu như thì loại hải sản nào cũng hấp bia xả là ngon nhất vì giữ được nguyên vị ngon ngọt của hải sản. Không chỉ vậy thì ghẹ hấp bia lại có cách làm rất là đơn giản và không mất nhiều thời gian nên là thường được nhiều người chọn làm món nhậu mỗi dịp tụ họp cùng bạn bè. Nguyên liệu thì như sau, bạn sẽ chuẩn bị là 500g ghẹ khoảng 2 con hoặc là hơn tùy thuộc vào nhu cầu của gia đình nha. Một lon bia, một nhánh sả, 3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối, 3 muỗng canh sữa đặc, 5 trái ớt, 2 trái chanh, 2 đến 3 lá chanh. Cách thực hiện như sau. Bước 1 thì ghẹ mua về các bạn rửa thật sạch và để ráo, nhớ dùng bàn chải để chà kỹ phần yếm và các chân càng. Bước 2 thì sả cắt khúc và đập dập, ớt lọc bỏ hạt và cắt cuống, chanh bỏ vỏ rồi cắt thành miếng nhỏ, lá chanh thì thái chỉ. Bước 3, bắt nồi lên và cho một lon bia vào, đặt sừng hấp lên rồi cho vào sả đập dập và đặt ghẹ lên trên, hấp trong khoảng 15 đến 20 phút với lửa lớn. Bước 4 đó là cho ớt, chanh, lá chanh, 3 muỗng canh đường, 3 muỗng canh sữa đặc, 1 muỗng canh muối vào máy xay để xay thật nhuyễn rồi đổ ra chén. Cái này không phải là các bạn cho vào trong ghẹ lúc hấp đâu nha, mà cái này chính là để làm nước chấm chấm ghẹ đấy. Ghẹ ngọt và chắc thịt chấm với nước chấm vừa pha hoặc là muối tiêu chanh thì vô cùng tuyệt vời luôn, đảm bảo cứ gọi là nghiền hết kg. Hai, ghẹ rang sốt dầu hào. Từng miếng ghẹ thơm ngon bên ngoài quyện một lớp sốt đậm đà, có thể làm món nhắm hoặc là ăn với cơm đều ngon các chị em nha. Nguyên liệu thì từ 2 đến 3 con ghẹ tươi, 2 thìa canh bột năng, 1 thìa canh dầu hào, xì dầu, muối, tiêu, hạt nêm hoặc là bột ngọt, 1 nhánh gừng nhỏ, tỏi, hành lá. Cách làm như sau. Bước 1 thì ghẹ mua về rửa sạch, chặt làm đôi vỏ yếm. Gừng thì gọt vỏ giã mịn, hành lá rửa sạch, thái nhỏ. Bước 2 là cho bột năng vào túi ni lông sạch, cho ghẹ vào cùng, dùng tay lắp đều để bột bám đều khắp miếng ghẹ. Tiếp theo là cho ghẹ ra đĩa, phủi bỏ bớt những lớp bột rơi bên ngoài. Bước 3 là đun nóng dầu ăn, rồi cho ghẹ vào nồi rán khoảng 8 đến 10 phút đến khi ghẹ chín. Sau đó thì vớt ghẹ ra đĩa, có lót giấy thấm dầu ăn. Pha hỗn hợp dầu hào, thêm 1 thìa nhỏ đường, 1 thìa nhỏ xì dầu, nửa thìa nhỏ hạt nêm, nêm gia vị vừa ăn. Bước 4 đó là đun nóng 1 thìa dầu ăn, phi tỏi và gừng thơm, cho ghẹ vào đảo cùng, dưới hỗn hợp nước sốt đã pha vào ghẹ, đảo đều đến khi hỗn hợp nước sốt bám đều quanh miếng ghẹ, tắt bếp, rắc hành lá đã thái nhỏ vào, múc ra đĩa dùng nóng nha. 3. Canh ghẹ nướng rau muống. Món canh hấp dẫn với màu xanh của rau muống điểm xuyết thêm màu đỏ của ghẹ, cùng vị ngọt thanh tự nhiên ngon và lạ miệng. Món canh ghẹ nấu rau muống này phù hợp cho cả những bữa tối trong tuần bởi cách làm rất đơn giản mà lại dùng được với cơm nha các chị em. Mà món này cách điệu đi một tí là có thể thành món lẩu ghẹ rau muống rồi đấy. Nguyên liệu thì cần có 3 con ghẹ tươi, 1 bó rau muống, hành tím, hạt nêm, nước mắm. Cách làm, bước 1 là rau muống rửa sạch thái khúc, bước 2 là ghẹ làm sạch rồi cắt đôi. Khi thơm hành, cho ghẹ vào xào với ít hạt nêm, khi mà ghẹ đổi màu thì cho nước vào đun sôi, nêm lại nồi nước dùng cho vừa miệng với ít nước mắm hạt nêm. Bước 3 là cho rau muống vào, nước sôi trở lại thì tắt bếp, như vậy là bạn đã có một nồi canh ghẹ nấu rau muống thơm ngon đúng điệu rồi đấy. Bốn, ghẹ rang me. Món ghẹ rang me này thì Phú Quốc TV nghiền luôn ý. Ghẹ chắc thịt được sốt cùng với nước me chua chua ngọt ngọt, ngon khó cưỡng, mà cách làm thì lại đơn giản vô cùng. Hãy xem tiếp hướng dẫn của Phú Quốc TV để làm được món ghẹ rang me ngon đúng điệu nha. Nguyên liệu là 3 con ghẹ to, 1 vắt me khô hoặc 1 quả me tươi, nước mắm, muối, đường, ớt màu, hành lá. Cách làm như sau. Để chọn ghẹ chắc thịt thì bạn bấm tay vào phần sát yếm phía dưới ức gần thân mái chèo. Cái cách chọn này thì ở phía trên Phú Quốc TV đã hướng dẫn rồi ha. Các bạn sẽ đun nóng dầu ăn, đổ ghẹ vào chiên lửa lớn, thỉnh thoảng thì trở mặt kia, chiên vàng, vớt ghẹ ra đĩa có lót giấy thấm dầu ăn. Me thì các bạn trần qua bát, thêm ít nước sôi, trần cho me tan, lấy nước cốt me bỏ hạt. Đổ nước cốt me vào nồi, thêm đường, muối, nước mắm, nêm nếm hơi chua chua, ngọt ngọt là vừa. Đun sôi đến khi hỗn hợp nước sốt me đặc lại, thêm ớt màu, hành lá đã thái nhỏ vào. Sau cùng thì đổ ghẹ vào hỗn hợp nước cốt me đã đun, dùng đũa đảo đều đến khi hỗn hợp nước cốt me bám đều quanh bên ngoài thân ghẹ. Tắt bếp, đổ ra đĩa và dùng thôi. 5. Súp ghẹ. Súp ghẹ ngon ngọt lại dễ ăn, ngại gì mà không làm các chị em nhỉ? Để Phú Quốc TV chia sẻ cho các chị em cách làm món súp ghẹ nha.
Nguyên liệu là 2 con ghẹ xanh, 3 đến 4 bút nấm đông cô, 2 thìa nhỏ bột năng hoặc bột ngô, 1 lòng trắng trứng gà, ít rau mùi, muối, bột nêm và hành tím củ nhỏ, dầu mè. Cách làm như sau. Ghẹ mua về rửa sạch, bỏ vào nồi luộc chín. Bạn nhớ đậy nắp nồi, ghẹ sẽ ra nước nên là không cần đổ nước. Ghẹ chín thì gỡ lấy thịt, nước hấp ghẹ thì giữ lại để nấu súp và trứng ghẹ nếu có. Nấm đông cô thì ngâm mềm, thái sợi nhỏ, lòng trắng trứng đánh tan. Bột năng hòa tan với 5 thìa nhỏ nước lạnh. Bắc nồi nhỏ lên, phi hành tím cho thơm, đổ ghẹ vào xào sơ. Sau đó thì cho nấm đông cô vào đảo đều. Đổ nước luộc ghẹ vào, nấu sôi lửa nhỏ cho nấm mềm. Nếu có trứng ghẹ thì bạn cho vào luôn. Sau khi nấm mềm, bạn có đổ tiếp ít nước lạnh đun sôi lên. Đổ chén bột năng đã hòa tan với nước vào, nấu sôi, hỗn hợp sẽ hơi sền sệt. Bạn dùng môi lớn để khuấy cho hỗn hợp được hòa quyện với nhau. Nhanh tay đổ lòng trắng đã đánh tan vào nồi súp. Dùng đũa khuấy theo chiều kim đồng hồ sẽ tạo thành từng vân sợi lòng trắng đẹp và mảnh. Nêm nếm ít muối bột nêm, rồi tắt bếp, rắc hạt tiêu lên bề mặt, múc ra bát, rắc rau mùi đã thái nhỏ để trên bề mặt chén. Nhỏ một giọt dầu mè trộn đều lên, dùng nóng thì rất là ngon đấy các bạn ạ. 6. Ghẹ rang muối tôm. Phố Quốc TV sẽ chỉ các bạn 4 bước đơn giản để làm món ghẹ rang muối tôm chuẩn vị nha. Đĩa ghẹ màu đỏ rất bắt mắt, thịt ghẹ trắng phau, tươi ngon, mang đậm hương vị biển. Nguyên liệu làm món ghẹ rang muối tôm gồm có càng ghẹ 200g, muối tôm 1 muỗng canh, bơ 1 muỗng canh, ớt băm 1/2 muỗng cà phê, tỏi băm 1/2 muỗng cà phê, đường 1/2 muỗng canh, nước lọc 30ml. Bạn có thể dễ dàng chế biến món này tại nhà với những bước sau đây. Cách làm càng ghẹ rang muối tôm. Rửa sạch càng ghẹ rồi trụng sơ càng ghẹ qua nước sôi để loại bỏ tạp chất và khử mùi. Nhặt rau răm rửa sạch để ráo. Làm muối ớt xanh theo tỷ lệ là 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh đường, nước cốt 2 trái chanh, 5g gốc ngò rí, 1/2 vỏ trái chanh, lấy phần vỏ màu xanh bỏ vỏ trắng, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, cho tất cả hỗn hợp trên vào cối xay tiêu của máy xay sinh tố xay nhuyễn. Làm muối tiêu theo tỷ lệ 1 muỗng cà phê muối cộng với 1 muỗng cà phê tiêu cộng 1/6 muỗng cà phê bột ngọt. Sau khi trộn đều cho muối tiêu ra chén, khi ăn thì tùy ý thêm ớt băm và nước cốt tấc. Đầu tiên thì sẽ làm nóng chảo dầu, phi thơm tỏi. Khi tỏi chuyển sang màu vàng thì lần lượt cho muối tôm, ớt băm, đường, nước lọc vào, đảo đều tay để các gia vị này tan vào nhau. Khi các gia vị trên hòa tan với nhau rồi thì sẽ cho càng ghẹ vào. Dùng đũa đảo đều để hỗn hợp gia vị này đều vào càng ghẹ. Lưu ý là khi rửa càng ghẹ thì bạn nên dùng kìm làm dập càng, có như vậy thì thịt ghẹ mới thấm gia vị. Bước tiếp theo đó là tiếp tục đảo càng ghẹ đến khi phần hỗn hợp trong nồi khô đi. Khi hỗn hợp gia vị trong nồi khô đi, tức là khoảng 1 phút thì càng ghẹ cũng chín. Rút càng ghẹ ra đĩa, thưởng thức càng ghẹ rang muối tôm với rau răm và các loại muối chấm như là muối tiêu hoặc là muối ớt xanh. Lưu ý là khi làm càng ghẹ rang muối tôm thì nên chọn càng ghẹ có kích thước vừa phải, khoảng 3 càng là 100g. Nên bẻ dập càng để phần thịt bên trong thấm gia vị. Sau khi cho càng ghẹ vào nồi thì nên vặn lửa nhỏ để hỗn hợp khô dần và làm chín càng ghẹ. Nếu bạn để lửa lớn thì hỗn hợp gia vị rất là nhanh cạn, khiến bạn bị sặc vị cay của muối tôm. 7. Lẩu ghẹ chua cay. Chà chà, không thể không nhắc đến món lẩu ghẹ ngon chứ danh này được. Ở miền Bắc đang là đầu đông, trời se se lạnh, chẳng còn gì tuyệt vời bằng việc là xì sụp cùng gia đình bên nồi lẩu ghẹ chua chua cay cay. Không những thế thì vị thơm ngọt từ ghẹ khiến ai ăn cũng phải mê mẩn. Bạn hãy đổi khẩu vị cho gia đình bằng món lẩu ghẹ thơm ngon bổ dưỡng sau đây nha. Lẩu ghẹ chua cay, nguyên liệu chuẩn bị gồm có ghẹ tươi sống 4 con, tôm tươi 4 con nên chọn dạng vừa phải, xương ống lợn 1 cân, hành khô 5 củ, giềng tươi 1 củ nhỏ, cũng có thể mua giềng đã xay sẵn, tiêu xanh đập dập khoảng 60g, sả tươi 3 cây, dứa 1/2 quả, cà chua chín 2 quả, nấm rơm sạch 100g, nấm đùi gà sạch 100g. Các loại nấm khác, nấm linh chi, nấm bào ngư, nấm kim châm, tùy theo sở thích mà bạn có thể tăng giảm. 1. Là vắt me hoặc là me chín. Các nguyên liệu khác gồm có hành lá, ngổ, chanh, rau muống, mồng tơi, rau cải, tùy theo sở thích mà bạn có thể thay đổi. Bún tươi 800g, hoặc có thể thay bằng bún khô, mì tôm, miến, bánh đa. Các bước nấu lẩu ghẹ chua cay như sau.
Bước 1 đó là sơ chế nguyên liệu. Ghẹ tươi ngon thì cần đảm bảo các yếu tố sau. Có như vậy thì món lẩu bạn làm ra mới thơm ngon nhất. Ghẹ còn đang sống, khả năng di chuyển nhanh nhẹn. Khi mua ghẹ thì bạn nên chọn những con có phần yếm sát với thân, bởi đây là những con vừa trưởng thành, thịt thơm, ngon, chắc do chưa sinh sản nhiều. Ghẹ sau khi mua về thì các bạn sẽ đánh rửa cho thật là sạch. Tiếp tục loại bỏ phần mai và yếm, sau đó thì cắt ghẹ làm đôi. Bạn cũng nên chú ý là lấy hết phần gạch ghẹ ra để khi nấu nước lẩu thì trong hơn. Tôm thì làm sạch phần thân ở trên đầu, cắt bỏ râu và chân, cố gắng giữ lại nguyên con và rửa sạch. Cà chua rửa sạch bổ muối cao, dứa rửa sạch bổ miếng vừa ăn. Các loại nấm thì bạn cần rửa sạch với nước, nấm đùi gà thì cắt lá vừa ăn. Nấm rơm thì cắt hình chữ thập trên mũ nấm. Các loại nấm còn lại thì xếp ra đĩa bày bệt mắt. Xả đập dập phần đầu, cắt thành từng khúc vừa ăn. Các loại ăn kèm lẩu thì cần phải nhặt bỏ phần héo úa ra rồi rửa sạch xếp ra đĩa. Tiếp theo đó là tiến hành nấu. Xương ống lợn thì nên chọn loại nhiều tủy. Khi mua về thì sau khi rửa sạch với nước thì trần sơ qua cho hết sạch chất bẩn. Sau đó thì cho vào nồi ninh. Vừa ninh vừa hớt hết bọt để nước xương trong. Đậy kín nắp vung và ninh đến khi xương nhừ. Lúc này thì chất ngọt ở xương cũng đã tiết ra hết. Đặt chảo lên bếp, đun nóng một thìa dầu ăn. Khi dầu ăn sôi thì cho hành băm nhuyễn cùng với tiêu xanh đã đập dập và xả cắt khúc, riềng thái lát hoặc là băm nhuyễn vào khi thơm. Tiếp tục cho dừa đã cắt miếng vào, đảo qua cho ngấm gia vị, rồi đổ nước xương vào đun sôi. Me vắt hoặc là me chín cho vào nước sôi, dùng tia dầm nhuyễn, lọc bỏ qua dây để lấy phần nước cốt. Cho nước cốt me vào nồi lẩu. Nếu muốn ăn cay thì có thể cho ớt tươi hoặc là sa tế vào nồi lẩu. Cho nước lẩu đã đun sôi vào nồi, thêm cà chua đã bổ muối cao cùng ghẹ và các loại nấm sạch vào đun sôi. Làm như vậy thì để nước lẩu thanh và ngọt tự nhiên. Bạn nêm nếm gia vị một lần nữa cho vừa ăn. Bước tiếp theo đó là hoàn thành món lẩu ghẹ. Khi ăn thì chỉ cần đặt nồi lẩu ở giữa mâm, cho thêm ghẹ và tôm và nấu sôi lên. Đợi ghẹ và tôm chín thì vớt ra ăn là được. Các loại rau ăn kèm thì bạn chỉ cần nhúng vào nước lẩu đang sôi để giữ độ giòn xanh của rau và thưởng thức là được. Tùy sở thích thì bạn có thể chấm ghẹ cùng với nước chấm hoặc là muối tiêu xanh, thêm ít mù tạt. Một nồi lẩu ghẹ đạt chất lượng là nồi lẩu hội tụ đủ hương vị chua chua, cay cay, ngọt ngọt, đậm chất Nam Bộ. Thịt ghẹ có độ ngọt tự nhiên, nấm có độ giòn dai và cùng với vị cay nồng của nước lẩu sa tế. Lưu ý khi nấu lẩu ghẹ thơm ngon đó là khi đun dầu nóng thì các bạn cần phi thơm hành xả riềng rồi hãy thêm nước dùng, có như vậy thì nước dùng mới thơm mùi của các gia vị. Thêm dứa vào để nước lẩu chưa dịu mà không mất đi hương vị tự nhiên. Nấm khi ăn lẩu thì các bạn cần đun sôi chừng 10 phút để chín hoàn toàn, bởi lẽ nếu mà nấm chưa chín hết thì có thể các tạp chất trong nấm sẽ ảnh hưởng tới đường tiêu hóa và sức khỏe của bạn. Ngoài ra thì Phú Quốc TV cũng nhắc nhở các bạn cách thử bóc ghẹ nha. Ghẹ vừa làm xong còn nóng thì bạn bóc yếm, mai, mang, bao tử ở gần đầu. Nhớ giữ lại nước trong mai ghẹ vì nước này rất là bổ và ngon. Gỡ gạch mai của ghẹ từ từ phần trên đầu xuống dưới rất dễ vì có màng gạch. Bóc nhẹ là gạch sẽ ra hết. Lấy chân ra bẻ phần khớp to, bẻ phần khớp dưới nhỏ hơn. Kéo từ từ thịt ghẹ sẽ ra hết. Riêng phần càng thì vỏ cứng hơn, bạn dùng kẹp càng cua hoặc là một chiếc búa dần thịt bò để làm vỡ phần vỏ. Ăn phần thịt càng cua rất là ngon nha. Ăn ghẹ xong thì cũng như là ăn ốc, các bạn có thể rửa tay bằng lá xả hoặc là nước chè, thêm mấy lát chanh hay là quất thì sẽ sạch hết mùi tanh. Muốn ăn ghẹ ngon thì hãy ăn vào đầu hoặc là cuối tháng, vì theo kinh nghiệm trong dân gian thì chu kỳ ghẹ lột vỏ để phát triển sẽ nhịn ăn trong thời gian này nên là gầy và thường bị ốm, tức là ít thịt. Không nên mua ghẹ vào khoảng ngày rằm là 15 âm lịch vì đây là thời điểm mà ghẹ lột vỏ nhịn ăn nên là dễ bị ốp. Wow, có quá nhiều cách để nấu món ghẹ ngon không cưỡng nổi phải không các chị em? Xem xong video này thì có thể tự tin đến 80% để đi chợ chọn ghẹ và nấu các món ngon từ ghẹ rồi. Ngại gì mà không lăn vào bếp đổi bữa cuối tuần cho cả nhà chứ nhỉ? Chúc các bạn và gia đình sẽ có bữa ăn ngon miệng và vui vẻ nha!